Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà. Nhân dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, xin chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Thì cũng nhân dịp này, văn phòng tổng đại lý công ty bảo hiểm Nhân Thọ Rudential Sedex do giám đốc Nguyễn Văn Bình dẫn đoàn chúng tôi đi tham quan Côn Đảo cũng như viếng nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, đồng thời viếng mộ của cô Võ Thị Sáu nha cả nhà. Cùng đi theo đoàn thì có hướng dẫn viên du lịch Hải Đăng quê ở Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp. Và đây là những giây phút mà Hải Đăng chia sẻ về cách mua đồ lễ, cách bái viếng nghĩa trang liệt sĩ và cô Sáu nha. Cả nhà xem để biết nha cả nhà. Và đây là những lời chia sẻ của Hải Đăng. Mang theo khẩu trang và mặc quần dài để mà mình di chuyển vào ở trong khu vực nghĩa trang Hàng Dương mình viếng cô Sáu. Lịch trình của mình tối hôm nay như thế này: xe đưa mình về khách sạn để cho anh chị mình tắm rửa, sau đó là mình sẽ tập trung xuống quầy lễ tân, xe sẽ đến rước mình, đưa mình đi ăn cơm tối. Ăn cơm xong rồi sẽ đưa mình ra chợ để mình mua đồ lễ. Mua đồ lễ xong, xe sẽ đưa mình thẳng vào trong nghĩa trang để mình đi viếng. Tối ngày hôm nay nghĩa trang đông như một cái hội chợ, cực kỳ đông, và mỗi lần vào viếng chỉ có 20 người, mà hôm nay Côn Đảo của mình là gần 5,000 khách ra đây, rồi một lần 20 người đi vậy, rồi chừng nào tới mình. Nên chịu khó không em? Cũng sẽ có thôi. Tại vì sáng giờ cũng rất là nhiều khách họ đi buổi sáng hôm nay, buổi trưa, buổi chiều, với lại là họ đi sáng ngày mai nữa. Nên là cứ việc mình ra vào đây hơi lâu một tí, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng mình vào để mà mình chen chân vào để mình viếng cô. Tại vì chúng ta tất cả mọi người đều muốn là như vậy. Bây giờ trong tối hôm nay đây thì em cũng xin giới thiệu cho mình về cách mình đi viếng cô và mua đồ lễ như thế nào đối với những anh chị lần đầu tiên mình ra ngoài đây. Đối với ở ngoài Côn Đảo của chúng ta, cái phần đồ lễ sẽ gồm có hai nơi. Thứ nhất, chúng ta sẽ ghé vào và chúng ta mua cái bộ đồ lễ. Cái này là không bắt buộc nha. Tại vì mình mua ở bên chỗ cô Sáu không dẫn được, em thấy rất là nhiều khách luôn. Nhưng mà đúng trình tự là như thế này. Cũng như chị nói, lớn trước nhỏ sau. Vào trong đây á, chúng ta sẽ viếng ở bên là tượng đài chung của các anh hùng liệt sĩ. Là chúng ta phải viếng chung tất cả những người nằm lại ở đây. Tại vì có rất là nhiều người còn lớn hơn cô Sáu nữa. Nên là khi mà mua đồ lễ bên tượng đài, mình ghé vào nơi đó, nếu chúng ta có nhu cầu mua, mình nói là bán một bộ đồ lễ tượng đài kèm với lại là mình lựa một bó hoa màu vàng. Tại vì bên tượng đài bắt buộc là hoa màu vàng. Còn ở bên cô Sáu là một bộ đồ lễ cô Sáu với lại là hoa màu trắng. Anh chị của mình có thể là mình mua hoa rời vẫn được, hoặc hoa là họ kết vô giỏ chung với trái cây vẫn được. Nhưng mà để tiết kiệm, anh chị lưu ý, lòng thành của mình là chính. Tại vì tối ngày hôm nay và hằng ngày ai cũng biết cô Sáu nhiều hết. Nên là chúng ta nhớ giùm em luôn là mua đồ lễ một cách đó là có giới hạn thôi, và đơn giản nhưng mà đủ lễ là được. Anh chị mình có thể là một gia đình, hai gia đình mình hùng lại, mình mua một chung một bộ đồ lễ. Tại bộ đồ lễ thì nó hơi mắc tiền một tí. Còn lại là hoa thì chúng ta mình mua hoa lẻ đi cho nó rẻ. Tại vì hoa trong nguyên lẵng vậy thì giá là 300, 400, 500 tùy lẵng. Còn ta mua một bó hoa thì bình thường đó nha là giá là 80.000 đồng. Nhưng mà hôm nay không biết là giá là ra làm sao. Ở trong từng bộ đồ lễ sẽ có khác nhau. Như là tượng đài á, là ở trong đây sẽ gồm có lại là giấy tiền vàng bạc nè, rồi bộ đồ lễ của bộ đội, rồi trà, bánh, cà phê và thuốc lá. Thêm nữa là mỗi bộ đồ lễ đều có là hai chung nhang. Hai chung nhang này anh chị nhớ giùm em, khi đặt đồ lễ phải đốt hai chung nhang này lên. Em xin lỗi, là hai cái chung nến này lên, và để ở ngoài chứ không được để vào trong mâm. Tại vì họ tránh cái tình trạng là bị đổ và bị cháy. Và nhớ luôn là bên cô Sáu vẫn vậy, nhưng mà bộ đồ lễ cô Sáu sẽ gồm có nón lá, bộ áo dài, rồi guốc với lại là khăn lược và gương là dành cho phụ nữ, và những cái loại giấy tiền vàng bạc khác. Còn lại anh chị muốn mua trái cây thì em xin anh chị mình chỉ nên mua trái cây ở bên chỗ bộ cô Sáu mà thôi, và mua ít chứ đừng mua nhiều. Tại chúng ta sắp hàng mình đứng đợi rất là lâu và anh chị sẽ rất là mỏi. Và nhớ luôn, trái cây anh chị mua nên mua trái cây lẻ ở ngoài, ví dụ như là bơm hoặc nho hoặc cái gì đó. Để làm gì? Đồ cúng bên cô Sáu là như là nước suối nè, với lại là trái cây chúng ta đều thỉnh về để lấy lọc. Và tụi em thấy là khách xong cái chia nước suối ra, mỗi người cũng gồng để cho mình lấy lọc cô với lại là trái cây á. Mua trái gì ăn được liền thì mua, sau đó là chúng ta ăn luôn. Chứ đừng có mua trái cây trong vỏ, nhằm khi họ làm mặt làm mày rồi trái nó bị hư và chúng ta tốn kém nữa. Ở trong bộ đồ lễ ở bên tượng đài là có một cái chai rượu. Anh chị mình cúng nên nhớ là dặn nắp cái chai rượu ra. Sau khi mà cúng xong rồi, anh chị mình nhớ mỗi bên là chúng ta đều có nơi để chúng ta hóa vàng mã riêng. Cái chai rượu này sau khi cúng xong rồi, anh chị mang ra cái khu vực hóa vàng mã, anh chị đổ ra ngoài đất giùm em. Còn lại những gì anh chị mình muốn lấy thì mình lấy, còn không lấy thì chúng ta cứ đi lại trên mâm. Và thêm nữa là giấy tiền vàng mã là phải mang đi hóa vàng tất cả giùm em luôn.
Còn nếu như có bọc ni lông anh chị phải bỏ vào đúng nơi quy định. Bên cô Sáu vẫn là như vậy luôn. Và thêm nữa là như thế này nè, cái cách anh chị mình vào trong đây mình biến cả hai bên đều nhớ giùm em. Mình thắp hương thì mỗi nơi nên thắp là một nén hương mà thôi. Mặc dù là trong hai bộ đồ lễ mình có mua đều có trong đây là những cái tép hương nhỏ, nhưng mà anh chị lưu ý tép hương nhỏ này mình coi đủ trong đầu mình thắp hay không. Có rất là nhiều khách ý vào một vấn đề là ở trong đây có những cái nơi mà họ để hương sẵn để mình vào trong đây mình thắp, nhưng mà cái hương đó là hương của người ta mua, người ta đốt dư, người ta bỏ lại, nên là mình thắp là mình thắp giùm người ta. Còn mình muốn thắp cho mình thì mình mua thêm một bó nha hương nhỏ thôi cũng được, là cái gì cũng là của mình, đừng xài ké, đừng xài cái gì của người ta bỏ lại, tại cái đó là lòng thành của mình. Khi mà mình bày đồ lễ rồi, anh chị mình lưu ý mỗi nơi họ chỉ cho chúng ta đặt đồ lễ có 5 phút mà, nên là cái người nào đại diện cho gia đình hoặc là đoàn của mình đặt đồ lễ thì mình phải đứng đó để mình canh đồ lễ. Bảo vệ thông báo thì chúng ta lấy đồ lễ ra. Và hai cái bó hoa này anh chị nhớ mỗi nơi đều có những cái bình bông để mình cắm vào, tránh tình trạng cắm hoa ở trên cái mâm đồ lễ. Và đặc biệt thấy rất là nhiều người ở phía trước phần mộ của cô Sáu có một cái cây lê kim ma, ở đây có rất là nhiều hoa ở xung quanh cây lê kim ma này. Hoa đó là hoa gì? Dạ xin thưa, hoa người ta cúng rồi đem ra để đó. Rất là nhiều khách không biết đem hoa vô cắm ngay chăng chỗ đó là chưa kịp dân cô đã đem đi bỏ, nên nhớ em. Và khi chúng ta đi viếng cô là chúng ta cái người mà cầm cái mâm đồ lễ cả hai bên luôn, mình bước vào mình cầm hai tay, trước khi đặt đồ lễ anh chị cầm hai tay xá ba xá, sau đó đặt đồ lễ xuống và bước lại lùi ba bước và quay lưng đi ra, chứ tránh trường hợp đặt mâm đồ lễ xuống cái kịch quay lưng đi liền là không phải lễ, tại vì mình phải tôn trọng, nhớ em, phải tôn trọng giùm em. Cầm mâm đồ lễ trước khi đặt xuống xá ba xá, bước vào sau đó là đi lùi ba bước lại và quay lưng đi ra và tiếp tục đứng ở canh đồ lễ. Bên cô Sáu vẫn vậy, và khi nhận lại đồ lễ anh chị cũng cầm mâm đồ lễ, chúng ta xá ba xá, bước lùi lại và quay lưng đi, sau đó chúng ta đi hóa vàng và chia trái cây và nước suối ra nếu như chúng ta có để vào thêm ở trong đó. Tại vì á, rất là nhiều người khi mà vào đây thấy đông quá rồi cúng qua lo, lần đi lần khó, đi đến đâu có dịp cúng tới đó, nên là đừng có bỏ qua bất kỳ một nghi thức nào, cũng như là chúng ta nên trang trọng và trang nghiêm giùm em khi mà mình vào ở trong cô Sáu, tại cô Sáu rất là linh thiêng. Nếu như cô Sáu không linh, ngày hôm nay chúng ta không mặc ở đây đâu. Nên nhớ em vấn đề đó. Em đi cúng thì em căn dặn khách hơi nhiều, còn những bạn hướng dẫn khác cứ việc vô đây anh chị mình hoa vàng với lại là bộ kia bên đây này ok, chứ không có nói mình là đặt đồ lễ sao luôn. Và nhớ luôn, khi vào cả hai bên anh chị mình không bao giờ được quen miệng mà chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây không ai là Phật, không ai là thần tiên nha, chỉ là các chiến sĩ và bên cô Sáu thôi, là một trong những người phụ nữ linh thiêng của đất này được người ta là tôn trọng và xưng cô lên giống như là một trong những người á, là linh thiêng nhất của vùng đảo này, nên là tránh trường hợp Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đứng ví dụ như là mình nguyện ở bên tượng đài thì mình nguyện là cầu mong các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở mặt đất vùng đảo này. Còn ở bên cô Sáu như thế này đây, anh chị á là con nguyện cô hoặc là con lại cô, thường là khách bắt vô là con lại cô, mà mình á là con nguyện cô. Nhớ rõ là rất là nhiều khách ra, mình càng bài bản cô càng nhớ. Thì là ví dụ như nè, mình thắp hương bên cô Sáu là giai thoại của cô. Khi mà cô bị giải ra pháp trường để mà xử bắn thì cô luôn luôn mở chừng mắt và nhìn thẳng vào ở trong họng súng của kẻ thù. Nên là lúc mà biến cô Sáu khác hẳn với những nơi khác là chúng ta phải luôn là mở mắt để mà mình biến. Em nói mắt không phải là mắt chừng nha, nhờ mà mình mở mắt rồi mình mở mắt thì mình chớp chứ không phải giống như là ở bên chùa mà ai thấy ai đi là bắt đầu chắp tay lại rồi nhắm mắt không à. Bên cô Sáu là phải mở mắt để mình thắng cô. Ví dụ như em đi, là con nguyện cô, con tên là Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1994. Quê con ở số nhà là số 600-2A, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Con cùng với ai trong gia đình của mình đó có đến đây để viếng cô và dâng lên cô một số lễ vật. Mong cô về đây hộ trì và chứng giám cho con, mong muốn điều gì liệt kê ra phía sau. Rồi, sau đó là mình xá cô xong rồi, mình đọc lại y gan như vậy thêm một lần nữa giùm em. Ít gì cũng phải hai lần để cho cô nhớ nha. Đừng có qua lo và nhớ. Cô rất là người, nhiều người ra ngoài đây, mình khấn á, càng á, mà kỹ lưỡng là về ngày tháng năm sinh của mình nè. Mình tuổi gì, ngày hôm nay, ngày tháng mấy, quê quán, mình đâu số nhà. Để cô biết mà cô gửi lộc về tới nhà nha. Ra quyến cô mà nói biết tên tuổi không mà không biết số nhà, rồi bắt đầu là cô về có nói ủa thư ký bữa hổm thấy ngoài này coi như có anh Bình đi có
một anh chàng mặc áo đỏ ra đây viếng, là nhớ là tên Bình đó, nhà đâu con? Nó dạ bữa đó không có giá. Lại con không biết đường gửi gửi về nha. Nên nhớ tên, tuổi đầy đủ, ngày tháng năm sinh, à quê quán ở đâu, địa chỉ, hôm nay ra đây với ai, ngày mấy tháng mấy, dương lịch hay âm lịch, nói rõ luôn. Con nguyện cô điều gì, vậy đeo hộ trì cho con, như là làm ăn hoặc cái gì gì đó, hoặc là trong gia đình con là tầm bệnh tiêu trừ cho qua nạn khỏi, trên thử quả cái gì đó, thì mình tự mình nguyện, rồi sau đó là mình xá cô, rồi tiếp theo là mình đọc lại lần đó một lần hai lần gì nữa thì tùy theo gia đình của mình, và mình mới cắm hương. Nhớ giùm em nha, phải thật là thành tâm giùm em. Và ra tới ngoài nghĩa trang tuyệt đối không được suy nghĩ và hành động bất kỳ một điều gì thất lễ, hoặc là suy nghĩ trong đầu một cái tạp niệm nào. Tại vì nghĩa trang Hàng Dương là một trong những cái nơi em đi ra rất là nhiều, dựa hoài, nên kỹ giùm em nha. Rất nhờ nhiều đòn mà có con nít, em khuyên luôn mấy chị ngồi ở ngoài coi mấy đứa nhỏ giùm em, đừng dẫn mấy đứa nhỏ vô đây, tại những đứa bé nó sẽ thấy những điều mình không thấy. Nên mấy đứa nhỏ đi với em là tiện đám không cho nó vô. Giờ gia đình đang nỉ có nào thì em nói trước rồi, dẫn bé vô, trong khi có gì mình tự chịu trách nhiệm. Nên em rất kỹ về cái phần này, nên chị mình lưu ý giúp em nha. Và nhớ là phải đeo khẩu trang và mình mặc dài hết. Đó là cái cách mình mua đồ lễ. Xin lặp lại, bên tượng đài một bộ đồ lễ tượng đài cộng với một bó hoa màu vàng. Dạ, dạ. Nhưng mà mặc váy dài phải qua gói. Đúng. Dạ. Ở bên cô Sáu là một bó hoa màu trắng, một bộ đồ lễ bên cô Sáu. Muốn mua trái cây thêm thì mình mua. Bên tượng đài nhớ là hóa vàng rồi, chúng ta nên nhớ là đổ cái chai rượu đó ra, bỏ cái chai này vào ở trong sọt rác và chúng ta đi hóa vàng. Sau đó là mình sẽ tập trung lại đi viếng cô Sáu. Tại vì viếng của mình tượng đài trước mới qua bên cô Sáu nha. Cái đó là mới là đúng bài bản thân của mình. Rồi niệm sao thì em cũng đã nói rồi, thắng cô sao em cũng đã nói rồi. Anh chị mình lưu ý để mình làm theo tất cả các bước. Tại tối ngày hôm nay từ nhà hàng qua tới bên nghĩa trang có chút xíu, chưa tới cây số nữa, nên là bây giờ em xin thông báo trước cho mình là như vậy.